Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài định lý Pythagore. Bài này gồm có hai phần: định lý Pythagore thuận và định lý Pythagore đảo. Vấn đề đặt ra là trong một tam giác vuông, nếu biết độ dài của hai cạnh thì chúng ta có thể tìm được độ dài của cạnh thứ ba hay không. Ở đây tam giác ABC vuông tại A. Các em đều biết AB và AC đều là cạnh góc vuông. Và đối diện với góc vuông A chính là cạnh huyền BC. Chúng ta cùng xem hỏi chấm số 1. Trong hỏi chấm số 1, nếu vẽ tam giác vuông có hai cạnh góc vuông AB bằng 3 cm và AC bằng 4 cm thì độ dài của cạnh BC là bao nhiêu? Và cô đã đo được độ dài của cạnh này là bằng 5 cm. Chúng ta nhìn thấy là nếu lấy bình phương của cạnh góc vuông thứ nhất, 3 bình, cộng bình phương cạnh góc vuông thứ hai bằng 25, và bình phương cạnh huyền cũng bằng 25. Từ đó chúng ta suy ra tổng bình phương hai cạnh góc vuông thì bằng bình phương của cạnh huyền. Chúng ta cùng xem tiếp, làm tiếp cái hỏi chấm số 2 nhé. Ở đây có hai hình vuông bằng nhau. Hình vuông thứ nhất thì có bốn tam trong đó nó có bốn tam giác vuông có cạnh góc vuông là A, B và cạnh huyền là C. Tương tự như vậy, trong hình vuông thứ hai này cũng có bốn tam giác vuông giống như vậy. Giả sử chúng ta lấy hết bốn tam giác vuông này ra thì các em sẽ có diện tích của hình 1 sẽ bằng diện tích của hình 2 cộng diện tích của hình 3. Diện tích hình 1 là một hình vuông có cạnh là C, cho nên ta có là C bình bằng diện tích hình này là A bình, diện tích hình này là B bình. C bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương. Trong đó, C chính là cạnh của tam giác vuông này, cạnh huyền, và AB chính là cạnh góc vuông. Vậy trong cái này chúng ta cũng thấy là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Hơn 500 năm trước công nguyên, nhà toán học Pythagore đã phát minh ra định lý là trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Ví dụ tam giác này vuông ABC này vuông tại A thì chúng ta suy ra được BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh góc vuông. Chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore này để làm một số bài tập nhé. Ta làm hỏi chấm số 3. Hình 124 và hình 125. Tìm độ dài x trên các hình này. Đầu tiên tìm là x trên hình 124. Thì ở đây, cô cho các em 5 giây suy nghĩ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm bài nhé. Ở đây chúng ta phải xác định được nếu muốn áp dụng định lý Pythagore thì tam giác này phải là tam giác vuông. Thì đây tam giác vuông tại A rồi, tại B rồi. Ta cùng xem đáp án nha. Tam giác ABC vuông tại B. Như vậy chúng ta có bình phương cạnh huyền là AC bình phương bằng AB bình phương cộng BC bình phương. Chúng ta thế số AC ở đây là 10. Người ta thấy chỗ đó là 10 bình phương bằng A bình phương cộng 8 bình phương. Rồi, tính số này ra thì các em sẽ tìm ra được AB bình phương bằng 36. Từ đó suy ra x bằng AB bằng căn bậc 2 của 36 bằng 6. Rồi, như vậy chúng ta đã tìm được cạnh góc vuông AB. Chúng ta làm tiếp bài 125 nhé. Thì trong bài hình 125 này, cô nghĩ là chúng ta biết được cạnh góc vuông và cạnh huyền rồi, thì ta áp dụng ngay là tam giác DEF này có góc D bằng 90 độ. Thay vì ghi vuông tại B thì chúng ta có thể ghi góc D bằng 90 độ. Và từ đó suy ra EF bình phương là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Thế số cho các em tính được x bằng EF bằng căn bậc 2 của 2 là số vô tỷ, nên chúng ta sẽ giữ nguyên kết quả này.
Như vậy trong cả hai trường hợp này thì trường hợp thứ nhất, hình 124 chúng ta tìm cạnh góc vuông thì các em sẽ lấy bình phương cạnh huyền trừ cho bình phương cạnh góc vuông còn lại. Còn trong trường hợp thứ hai tìm cạnh huyền thì các em nhớ tính tổng luôn và từ đó suy ra x sẽ bằng EF và bằng căn bậc 2 của 2. Như vậy, chúng ta thể làm nhanh bài thực tế này được rồi. Con nghĩ là nhiều em có thể làm được. Ở đây, tam giác ABC này vuông tại B, thì đó suy ra bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Và cái thế số giống như cái hỏi chấm 3, hình 124, ta tìm được độ dài chiều cao của AB là 4 mét. Đó. Bài này là tìm chiều cao AB. Cô nghĩ các em cũng làm nhanh được cái bài này. Tại vì ở đây là một tam giác vuông có cạnh góc vuông, cạnh góc vuông, số đo cạnh góc vuông, tìm số đo cạnh huyền. Như vậy chúng ta cũng sẽ tìm được nhanh là tam giác này vuông tại E. Rồi. Suy ra bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Các em thế số và sẽ tìm được x bằng căn bậc 2 của 5 là số vô tỉ. Các em cũng giữ nguyên kết quả này. Đừng có viết với dạng số thập phân vô hạn, không tuần hoàn. Khi nào đề bài cho làm tròn thì lúc đó chúng ta mới viết và làm tròn. Chúng ta xem tam giác ABC này có số đo ba cạnh thì có thể suy ra được tam giác vuông hay không? Có thể dùng thước đo thì các em thấy là tam giác này chính là tam giác vuông tại A. Và theo hỏi chấm 1 thì các em cũng thấy là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Như vậy nếu biết độ dài ba cạnh thì chúng ta cũng có thể chứng minh được là cái tam giác này có vuông hay không. Và nhà toán học thiên tài Pythagore cũng đã phát minh ra định lý Pythagore đảo. Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. Cụ thể là tam giác này có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh kia thì suy ra tam giác này vuông và cái góc vuông là đối diện với cạnh bình phương riêng này, B7 này, cái diện này là chính là cạnh huyền tam giác vuông luôn. Chúng ta nói tam giác này vuông tại A hoặc là nói góc BAC bằng 90 độ cũng được. Chúng ta sẽ áp dụng để làm bài tập nhé. Bài 56, tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh? Câu A, 9 cm, 15 cm, 12 cm. Rồi, trong ba số đo này, chúng ta sẽ chọn số đo lớn nhất bình phương. Thì chúng ta sẽ được là 225 và tổng bình phương hai số còn lại cũng bằng 225. Do số đo nó bằng nhau, do cái bình phương này nó bằng nhau, thì đó chúng ta suy ra được 15 bình phương bằng 9 bình phương cộng 12 bình phương. À, có nghĩa là suy ra được tam giác này có 3 cạnh 9 cm, 12 cm, 15 cm này là 3 cạnh của tam giác vuông theo định lý Pythagore đảo. Còn nếu nó không bằng nhau thì ta cũng suy ra nó không vuông. Như vậy cô nghĩ các em có thể làm được cái câu C này. Cô cho các em 5 giây suy nghĩ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Như vậy, tam giác này không vuông theo định lý Pythagore đảo. Như vậy, chúng ta đã học xong bài học hôm nay gồm có 2 phần. Định lý Pythagore thuận và định lý Pythagore đảo.
Các em về nhà đọc lại tiểu sử nhà toán học Pythagore, trang 105. Học thuộc định lý Pythagore thuận và đảo. Sau đó làm cho cô bài tập trong phiếu học tập nhé. Hãy phòng chống đại dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chúc các em và gia đình luôn khỏe. Thầy cô luôn nhớ các em và mong sớm hết đại dịch để chúng ta được cùng nhau đến trường. Chào tạm biệt các em.